Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhiều rủi ro từ những cơn sốt mua gom đất. Kinh nghiệm đưa trẻ trở lại trường an toàn trong dịch bệnh. Xin chào, tôi là MC Thế Anh và các bạn đang xem chuyên mục Tuần qua có gì của VTV4 Digital. VTV4 hiện đã có mặt trên 3 mạng xã hội, đó là Facebook, YouTube và TikTok. Như thường lệ, Tuần qua có gì sẽ giúp các bạn điểm lại các nội dung nóng nhất trong tuần trên những nền tảng của VTV4. Hãy theo dõi và đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video này. Tuần qua, đông đảo khán giả quan tâm đến video Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Video này đã có hơn 120.000 lượt xem trên nền tảng YouTube. Tuần qua, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Ivan Napper đến chào xã giao nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Tại buổi tiếp, thì Thủ tướng tái khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai nước cũng tích cực hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Khán giả đều rất ấn tượng về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Khán giả Kỳ Quang đã viết rằng, rất tự hào về các nhà lãnh đạo tài ba của chúng ta. Còn khán giả Thăng Long Living thì chia sẻ, chúc quan hệ Việt-Mỹ ngày càng bền chặt, mang nhiều lợi ích và hòa bình cho cả hai nước. Bên cạnh đó, thì video nhiều rủi ro từ những cơn sốt mua gom đất cũng thu hút hơn 1,5 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng Facebook. Tại tỉnh Khánh Hòa thì suốt mấy tuần qua, nhiều người có mặt ở các vùng quê ào ạt mua gom đất, tung ra nhiều chiêu thức để đẩy giá đất lên cao. Theo nhận định của các chuyên gia thì cơn sốt đất này đã hé lộ một kiểu mua bán bất động sản tương tự như kinh doanh đa cấp. Điều này dễ dẫn đến nhiều rủi ro, cũng như khiến cho thị trường bất động sản bị biến dạng, không lành mạnh. Nhóm đầu cơ họ thường biến tướng kinh doanh nó theo cái dạng là kinh doanh đa cấp. Nếu chúng ta đầu tư bất động sản trong giai đoạn hiện nay, đây là một cái thời kỳ mới của cái việc lập quy hoạch chung. Người mua không có những mối quan hệ chất lượng và những cái đơn vị sàn bất động sản tư vấn thiếu chuyên nghiệp sẽ dễ xảy ra những cái trường hợp rủi ro tiềm ẩn mua đất trong ranh giới quy hoạch, trong ranh giới của lập dự án. Khán giả trên nền tảng số cũng bày tỏ nhiều lo lắng về vấn đề này. Khán giả Thanh Hoang Thanh bình luận, phải có nhiều giải pháp cụ thể để ổn định và hạ nhiệt bất động sản. Rồi đây hệ lụy khó lường về đền bù, giải tỏa, quy hoạch, thuê đất, thuê nhà hay lãng phí quỹ đất. Đặc biệt là tâm lý đầu cơ tích trữ. Còn trên nền tảng TikTok, video quy trình cấp hộ chiếu vaccine tại Việt Nam cũng thu hút hơn 100.000 lượt người xem. Cụ thể là từ ngày 15 tháng 4 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức cấp hộ chiếu vaccine. Đáng chú ý là người dân đã tiêm chủng hay khai báo chính xác thông tin sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Thay vào đó, các cơ sở tiêm chủng và các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế sẽ tiến hành cấp hộ chiếu này. Người dùng TikTok đều rất hào hứng với thông tin này. Khán giả có tên Tuấn Anh Trần 626 bình luận, mừng quá, thế này là lại sắp được đi nước ngoài rồi. Còn khán giả Linh Chi 4753 thì viết, chính sách này thuận tiện cho người dân quá. Thưa quý vị, trong tuần qua, cùng với việc thủ đô Hà Nội cho trẻ tiểu học đi học trở lại trực tiếp, thì học sinh ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc đều đã chính thức được quay trở lại trường học sau một thời gian dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lúc này thì phụ huynh và con trẻ đều không tránh khỏi bỡ ngỡ và có nhiều băn khoăn, ví dụ như là chuẩn bị tâm thế cho trẻ quay lại trường như thế nào, làm thế nào để đảm bảo trẻ đến trường an toàn ổn định. Sau đây chúng ta hãy xem kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là kinh nghiệm của cha mẹ Việt Nam ở nước ngoài. Việc đầu tiên là đương nhiên là bố mẹ rất là vui rồi, cảm giác là được giải phóng. Rất là vui bởi vì cái hoàn cảnh của gia đình mình là cả hai vợ chồng đều là những người làm việc toàn thời gian tại Canada. Rất là khó để bé ở nhà vì công việc của mình yêu cầu đi xa, đi ra ngoài cũng rất là nhiều. Tất nhiên là không có ông bà bên này rồi thì thành ra bố mẹ là toàn phải tự lực cánh sinh hết. Pháp cho trẻ em đi học từ khi mà Pháp đã tiêm vaccine đại trà cho tất cả toàn dân. Đó là từ tháng 4, tháng 5 năm ngoái. Tại địa phương của mình
thì các bé mẫu giáo và nhà trẻ thì vẫn đến trường bình thường, không phải nghỉ, trừ khi là có phát hiện ra bé nào đó mà bị dương tính hoặc là gia đình bé nào đó có kết quả là dương tính, thì khi đó nhà trường sẽ tạm đóng cửa trong vòng 2 tuần. Với các bạn nhỏ dưới 4 tuổi như bé nhà mình thì việc Covid có ảnh hưởng đến đâu thì các bạn vẫn sẽ được gửi trẻ đến trường. Và nếu mà có mức độ nguy hiểm của Covid thì nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh để phụ huynh có thể hiểu thêm được thông tin và có tự được quyết định muốn đưa trẻ đến trường tiếp hay không. Gia đình tôi có một cháu bé năm nay lên lớp 1, thì từ tháng 9 đến tháng 3 là cháu học ở trường. Kể từ cuối tháng 3 trở lại đây thì tình hình dịch Covid-19 ở Thượng Hải rất là căng thẳng, nên là từ ngày 13 tháng 3 nhà trường đã cho các cháu học ở nhà. Từ trước khi khai giảng năm học mới, nhà trường đã quán triệt cho phụ huynh chuẩn bị dụng cụ ăn uống, rồi là nước sát khuẩn, khăn ướt sát khuẩn cho các bé mang đi đến trường. Chúng mình đều phải chuẩn bị khẩu trang riêng cho các cháu để sẵn vào trong cặp, trong ba lô, và luôn luôn phải có nhiều khẩu trang khác thay thế. Và đặc biệt là ở trường bé thì sẽ có trang bị xịt khuẩn, đo nhiệt độ cho phụ huynh trước khi đưa cháu đến lớp. Cứ khi nào mà trẻ em bị ho, sổ mũi một cái là trường gọi điện đến là bảo bố mẹ là phải đến đón con ngay để đưa con đi test xem có bị Covid không. Để xong rồi lớp nào mà bị quá 10 em Covid ấy là đóng cửa lớp. Các cô giáo ở trường đều có thực hiện đủ đúng những quy định về việc bảo vệ cho các cô và bảo vệ cho các con, về việc đeo khẩu trang, rửa tay và giữ gìn vệ sinh ở nơi lớp học rất là tốt. Nên là mình không có một cái cảm thấy nguy hiểm gì đến với con mình trong cái thời gian bị Covid diễn ra. Tại lớp học con sẽ có môi trường tiếp cận với các bạn, có cô giáo và ngôn ngữ bản địa tại nơi đây, thì bé sẽ có khả năng tiếp thu và thực hành các những cái mới sẽ nhanh hơn và bé sẽ hiểu biết nhiều hơn. Và bản thân bé là một người rất thích đi học và rất thích giao lưu với các bạn và các cô giáo, nên là mỗi ngày đi học bé đều rất vui và phấn khởi, quên cả bố mẹ luôn ngay khi vừa rời khỏi tay bố mẹ. Mình thấy là con mình rất là hào hứng khi mà mỗi lần là được đến trường. Tại vì ngoài đến trường thì các em còn học thêm các cái hoạt động ngoại khóa. Đấy, chính vì thế mà cũng làm cho cái tâm hồn của các con vui vẻ, hoạt bát hơn. Là suốt ngày ở nhà, để xong học online, để xong rồi ăn nhiều. Như là con mình là tăng 5-6 cân chỉ sau có 2-3 tháng ở nhà thôi đấy. Mình nghĩ là nếu như mà chính phủ và nhà nước mình có cái chính sách là mở cửa lại cho các trường mầm non hay là các trường học mà đón các bạn học sinh trở lại, thì mọi người hãy nên ủng hộ, bởi vì cái việc thời gian ở nhà quá lâu thì cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy bị trầm cảm, các bạn sẽ thiếu những cái giao tiếp xã hội cũng như là thiếu đi những cái kỹ năng mềm. Quan trọng nhất đó là trò chuyện với bé để bé cũng ý thức được cái việc đó là đeo khẩu trang và khử khuẩn tay là điều rất quan trọng để có thể ngăn chặn việc lây nhiễm Covid trong giai đoạn này. Như các bé nhà mình thì cả ở trên trường lẫn về nhà thì cô và mẹ nói rất nhiều đến việc đó, nên các bé tự ý thức được rằng là đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, chỉ bỏ khẩu trang lúc ăn và khi ăn thì không được nói chuyện. Covid thì không biết bao giờ mới chấm dứt hoàn toàn, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Vì vậy mà chúng ta nên học cách làm quen và sống chung với nó, chiến thắng nó. Con em chúng ta cũng vậy, vẫn phải tiếp tục sống và học tập. Và mình nhận thấy trường học chính là môi trường để các em có thể phát triển toàn diện nhất về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Và với những cái biện pháp bảo vệ an toàn cho các em thì mình tin rằng là các em đến trường sẽ an toàn, vui vẻ và học tập tốt. Quý vị thân mến, bia từ lâu đã là loại thức uống được đông đảo người Việt Nam ưa chuộng. Nhưng thời gian trở lại đây, những loại bia thủ công với nhiều hương vị mới lạ là xu hướng mới được nhiều người yêu bia lựa chọn. Trong đó thì bia hoa bưởi mang theo hương vị thanh mát, nhẹ nhàng được nhiều người lựa chọn thưởng thức vào tiết trời chuyển giao giữa mùa xuân sang mùa hạ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại đồ uống đầy thú vị này trong phần cuối của chương trình. Gạo tám thơm, lúa mạch, hoa bia và hoa bưởi.
Bạn nghĩ sao về sự kết hợp này? Mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bia hoa bưởi thì khi mà mình thưởng thức một muỗng bia thì cảm giác cái hương vị hoa bưởi đậm và hương vị tự nhiên. Bây giờ bạn có thể đoán ra rồi đúng không? Đồ uống này chính là bia hoa bưởi, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Khi tôi đi ngoài phố, tôi nhìn thấy các chị bán hoa bưởi ở trên hè phố thì tôi nảy ra ý định là tại sao mình không đưa hoa bưởi vào bia và sáng tạo ra một loại bia là bia hoa bưởi. Để làm nổi bật được hương vị hoa bưởi thì người làm đã phải nghiên cứu trong nhiều tháng và sáng tạo bằng cách cho thêm gạo tám của Việt Nam, kết hợp hoa bia cùng lúa mạch với tỷ lệ phù hợp. Hơn nữa, để nấu được loại bia này phải cần đến hàng trăm nghìn cánh hoa bưởi tươi. Đây cũng là niềm tự hào của người làm khi đưa được nguyên liệu đậm chất Việt Nam vào trong bia. Tôi đến từ Scotland nên được thưởng thức khá nhiều loại bia thủ công, nhưng loại bia này thật là độc đáo. Vị ngọt ngào của hoa bưởi đã được hòa trộn hoàn hảo với vị đắng của hoa bia. Đây thực sự là một loại bia rất ngon. Đây là một cái vị mà nó đầy sáng tạo. Sáng tạo bởi nó sẽ đem đến một cái hương vị của người Việt, Việt Nam. Và hương vị hoa bưởi nó sẽ là đặc đáo của một hương vị bia thủ công. Đấy, nó rất là thu hút và cuốn hút cái người uống. Vào thời điểm mùa xuân nhường chỗ cho mùa hè, hoa bưởi bắt đầu bung nở. Những bông hoa trắng sữa tỏa hương thơm thanh nhẹ, lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Người Hà Nội thích dùng những bông hoa bưởi để ướp trà hay bày lên bàn thờ. Hoa bưởi luôn là một nguồn cảm hứng để tạo nên những đặc sản của Hà Nội từ xưa cho đến nay. Giờ đây, sự kết hợp của hoa bưởi và bia đã đem lại sự hòa trộn tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Vừa rồi là những nội dung nổi bật nhất tuần qua. Nếu như quý vị có câu hỏi, thông tin muốn chia sẻ lại cho đội ngũ biên tập viên của chúng tôi thì đừng ngần ngại để lại bình luận ở bên dưới video này. Đừng quên là hãy follow VTV4 trên Facebook và TikTok cũng như là subscribe kênh YouTube của VTV4 để theo dõi những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới.